Ở trong đề thi năng lực thì nó có 10 10 lĩnh vực đúng không? Thì trong đó cái môn sinh và môn hóa là hai môn được đánh giá là tương đối khó cho thí sinh. À, vì cái môn sinh này nó khó sẵn rồi. Cái bản thân môn sinh nó khó sẵn rồi và đồng thời là nhiều ít bạn học môn sinh. Còn môn hóa thì các bạn cái kiến thức nền, kiến thức nền là môn hóa. Thì hôm nay trong cái phần này thầy sẽ thảo luận với các em một câu trong đề thi đánh giá năng lực nha. Đó là câu về dạng nhận biết các chất. Nhận biết thì cái dạng nhận biết cái chất này á thì nó đã xuất hiện ở trong cái đề thi một vài lần rồi ha. Một một vài lần rồi nó có thể là nhận biết các chất hữu cơ hoặc là vô cơ. Thì trong cái bài này nó là chất vô cơ này, các em chú ý câu này nha. Ví dụ như là cho BaHCO3 hai lần này, cao HAlNO3 ba lần, NaHCO4 kiểu XYZT thì tiến hành các thí nghiệm như này. Người ta cho tác dụng với quy tím này, với dung dịch HCl, với dung dịch BaOH2 thì người ta hỏi thì cái XY là lần lượt là chất nào. Thì đầu tiên mình phân tích các chất này. Đầu tiên BaHCO3 hai lần thì Ba là một chất có tính bazơ mạnh. HCO3 hai trừ tính axit yếu cho nên cơ bản là cái này tính bazơ này. Thằng này bazơ rõ rồi. Còn thằng này tính axit ha. Nhôm A3 cộng thì nó có tính nó tính bazơ yếu. Còn NO3 trừ tính axit mạnh cho nên cơ bản là axit này. Thằng này thì nó cũng giống như thằng này nhưng mà nó khác chiếu là HS4 thì nó là tính axit thôi. Tại vì cái HS4 nó có thể cho H cộng. Nói chung là thằng này tính bazơ này mạnh này. SO4 2 cộng 2 trừ cũng là mạnh ha, cho nên hai cái này tương đương cho nên dư lại một H cộng. Thì H cộng này gây cho cái này là tính axit ha. Như vậy cơ bản thằng này là vui tím hóa ở đó. Thì cái hiệu ngẫu nhiên XYZT cái hiệu thế này thì bây giờ mình làm thế này nha. Đầu tiên mình nhận thấy X á, thì nó sẽ làm gì? Làm vui tím hóa xanh. X làm vui tím hóa xanh. Thì sẽ có hai chất làm vui tím hóa xanh là chất Ba cao H hoặc là BaHCO3 hai lần. Cao H BaHCO3 hai lần. Đó. Mình thấy tiếp theo X nó tác dụng HCl bị suối bọt. Hai chất này thì chất nào tác dụng HCl bị suối bọt chắc chắn nó là cái gì? Chắc chắn nó phải là HCl chắc chắc chắn nó là BaHCO3 hai lần rồi. Cái bọt này á, nó sẽ ra là cái gì? Nó sẽ ra là CO2. Cái bọt này CO2. Cái bọt này CO2. Đồng thời á, một khẳng định nữa là cộng BaOH hai lần nó ra cái tụ trắng này là BaCO3. Trên này BaCO3. Tại vì H cộng này nó sẽ bị trung hòa bị hoặc trừ cho nên nó ló ra được cái góc CO3 hai trừ. Góc CO3 hai trừ kết hợp với góc Ba hai cộng nó sẽ tạo thành góc là BaCO3. Cái tua trắng như vậy thì chắc ít chắc chắn là gì? Chắc ít chắc chắn là BaCO3 hai lần rồi ha. BaCO3 hai lần rồi cho nên mình có thể chọn sơ nó sẽ là câu nào. Bây giờ mình thấy ở đây là mình loại câu này và câu này ha. Rồi, thứ hai chắc y thì sao? Chất X là BaHCO3 hai lần đúng không? Chất Y sao? Nhận thấy chất Y là quy tím hóa đỏ ha. Quy tím hóa đỏ thì nó chỉ có hai hai dạng thôi. Như là NaHS4 và AlOH3 lần như thầy nói ha. Hai họ hai chất này hóa đỏ này. Mà cộng HCl tạo dung dịch trong suốt. Cộng HCl dung dịch trong suốt và cộng BaOH hai lần thì nó tạo cái tua trắng. Để mà có cái tua trắng á thì nó phải có gì? Nó phải có được cái gốc SO4 này. SO4 ha. SO4. Như vậy thì từ đó mình suy ra cái chất đó sẽ là NaHSO4. Cũng tương tự như cái H cộng này này, nó sẽ bị trung hòa bị hóa trừ. Và cái Ba2 cộng này kết hợp với SO4 là thành gì? BaSO4 cái tụ trắng. Và đồng thời cái thằng này nó cộng với cái thằng dung dịch HCl cũng tạo thành dung dịch trong suốt tại vì dung dịch đó không tạo ra cái tủa, không tạo ra bể hơi, không tạo ra gì cả. Nó vẫn là Na các cái dòng tồn tại trong dung dịch một cách bình bình thường với nhau ha. HNa cộng H cộng SO4 hai trừ và CL trừ. Nói chung á là HCl, nói chung là khi làm bài này em phải hiểu rõ tính chất của các chất người ta cho đồng thời cũng như là các phản ứng của nó ha. Không là rất là dễ bị nhầm. Đấy, thì ở đây mình sẽ chọn nó là BaCO3 hai lần và NaHSO4 nha. Là câu cục C. Dạng này tương đối dễ thôi các em. Không không quá khó. Tất nhiên là vô phòng thi mà các em gặp câu này thì cẩn thận làm các em dựa vào kiến thức của mình từng cái này dễ nhầm nha. Rất là dễ nhầm giữa hai thằng này luôn. Hai thằng này tuy tuy có cấu trúc là giống nhau thì nó giống na ná nhau, nó đều là muối axit nhưng mà một thằng tính axit một thằng tính bazơ. Thằng này tính bazơ, thằng này tính axit cho nên nó rất là các em phải rất cẩn thận khi làm những câu thế này. Chứ không nó sẽ gây ra cái sự nhầm lẫn và đồng thời là các chất cái tua trắng này. Các chất cái tua trắng này.
À, nó sẽ khác nhau. Còn ZT người ta không hỏi thì thôi, tại vì nếu mà người ta, cái câu này khó hơn là người ta sẽ hỏi là thứ tự là cái nào là đúng ha, thứ tự các chất như nào là đúng, thì nó sẽ khó hơn tí xíu. Ví dụ XYZT người ta cho bốn thứ tự thì các em buộc phải phân tích thêm hai cái thằng này nữa ha. Ở đây thầy phân tích luôn hai cái thằng này thôi nha. Bây giờ Z là chất hóa hóa xanh, như vậy ở đây nó hóa xanh nó là KH, chắc chắn là còn lại là KH rồi, đúng không? KH rồi. Và KH cộng với thằng này dung dịch trong suốt tạo thành KH cộng HCl tạo thành KCl. KCl không có gì ạ. Và đồng nhất tức là bỏ cho thằng này nó sẽ tạo thành một dung dịch bình thường, không có vấn đề gì, không có xảy ra. Vậy cái này là KH này. Cái chất Z là KH và cuối cùng còn lại là cái chất kia rồi đúng không? Cái chất còn lại là cái AlNO3 ba lần. Tại vì AlNO3 ba lần là một tuyến hóa đỏ đúng rồi nha. Tại vì nó tính axit này tạo thành dung dịch trong suốt, tại vì hai thằng này tạo tác dụng nhau không có ra gì cả. Và đây là cái tua tránh, cái tua tránh tránh trang tan, tại vì khi mà bỏ thằng này vào thằng này á thì thằng này tác dụng thằng này không, thì đầu tiên tạo thành AlOH ba lần, AlOH ba lần nó là cái tua tránh. Nhưng mà tất nhiên sau khi sau đó thì tất nhiên là cái BOH ba lần tất nhiên là chất dư rồi, chất dư rồi. Sau đó cái BOH ba lần là tiếp tục tác dụng với AlOH ba lần và làm cho cái muối cái ba giờ AlOH ba lần tan đi, tạo thành BaAlO2 hai lần, được chưa nào? Cho nên cái này cái phản ứng này khá là phổ biến. Phản ứng là hay, rất khá hay cho các em lưu ý phản ứng là AlCl3 chẳng hạn, AlCl3 hoặc AlNO3 ba lần cộng với NOH chẳng hạn, ban đầu tạo thành cái tua, sau đó khi lượng NOH dư thì cái tua nó tan đi. Cái dạng này rất là phổ biến nha, các em chú ý cái dạng này nha.